Xin chào cả nhà mình đã đến với kênh Các May Mẹ Bóng Để có thể xem hết các mẫu mà mẹ bóng đã hướng dẫn Các chị vui lòng nhấp vào kênh Các May Mẹ Bóng Và chọn một video để tham khảo các mẫu mẹ bóng đã làm Ngoài ra, để xem được những video mới nhất của mẹ bóng Các chị vui lòng nhấn vào mục đăng ký kèm chuông Để được thông báo sớm nhất mỗi khi mẹ bóng up video mới Hôm nay thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn một cái kiến thức khá là mới và nó cũng không có phổ biến nếu mà các chị tay ngang. Tuy nhiên hôm trước giờ thì có nhiều chị muốn muốn hỏi cái phần nhảy sai vì muốn may cho nhiều bé nhiều size khác nhau và có thể là may 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 sản xuất đó ha máy sản xuất nhỏ chứ mà nếu mà sản xuất quy mô lớn thì thường là không nhảy sai tay mà người ta nhảy sai trên máy các chị, thiết kế trên máy và nhảy sai máy. À, thì mẹ bóng hôm nay cũng sẽ dành ra một ít uh, thời gian để chia sẻ các chị một cái cách nhảy sai cơ bản. Ở đây thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn gọi là cơ bản và dễ hiểu nhất thôi. Còn nếu như mà để bài bản thì các chị phải học một cái khóa về nhảy sai này riêng rồi. Nhưng mà để mà dựa trên cái cơ bản này mình nhảy được, mình may được những cái sản phẩm thông thường thì ok ha. hoặc là các chị ở nhà đó, mình có hai bé gái, một bé 5 tuổi, một bé 7 tuổi chẳng hạn. Cái mình muốn may một cái đầm set cặp cho hai bé. và hai bé thì hai cái số đo hiển nhiên là nó lệch nhau. Và mình 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 cảm thấy lười khi mà mình vẽ cho từng bé, có nghĩa là mình vẽ cho bé lớn rồi xong mình lại phải vẽ cho bé nhỏ nữa. Mình lười và mình muốn nhảy sai có nghĩa là từ bé lớn mình nhảy cho cái đầm nó nhỏ lại hoặc là từ bé nhỏ mình phóng cho cái đầm nó to ra thì có thể áp dụng cái cách này một cách đơn giản thôi à, chị em nào cũng có thể làm được ha còn nếu mà bài bản thì mình phải học rồi à, bây giờ để mà nhảy sai được đó thì các chị phải có được một cái à, bộ rập rồi có nghĩa là thí dụ như hai bé các chị sẽ chọn một bé để các chị vẽ rập đúng không ạ à, hai bé đó mình có thể chọn bé nhỏ hoặc bé lớn gì cũng được mình vẽ ra cái rập vậy là các chị phải có được cái rập thân trước và thân sau, rồi tay các kiểu ha ở đây thì hôm nay mẹ bóng chỉ chia sẻ là thân trước thân sau cho nó dễ trước và dựa trên cái nền đó các chị có thể thiết kế nhảy sai tay, nhảy sai quần, à, rồi à, mình phải có được cái rập đó rồi có nghĩa là mình đã vẽ cho một hoặc hai bé rồi À, một một trong hai bé rồi ha vẽ một cái bộ rập trong cho, cho một bé rồi còn nếu như các chị à, may 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 sản xuất đó thì các chị nên chọn cái size trung bình có nghĩa là thí dụ size S, size M, size L thì các chị sẽ thiết kế cái size M đi Xong rồi từ size M mình sẽ nhảy xuống size S và nhảy lên size L được không ạ? À? thì đây là cái các chị cần mình phải có được một cái bộ rập thân trước và thân sau như thế này rồi cái thứ hai là các chị phải có bảng số đo đối với bé thì các chị sẽ đo hai bé độ chênh lệch à, và đối với bảng sai thì các chị sẽ phải có size S, size M, size L à, số đo của các size à, và tí xíu mẹ bỗng sẽ hướng dẫn cách tính ha mình phải có được cái bảng size này và có cái số đo của từng size đó là cái điều kiện thứ hai à, cái số đo này hiển nhiên các chị có thể có trên mạng có thể có hoặc là mình đo trực tiếp trên bé hai bé mình đo trực tiếp mình sẽ có cái phần này được không ạ rồi để mà thiết kế rập cơ bản mẹ bỗng không nói lại ha bây giờ mẹ bỗng sẽ hướng dẫn cách nhảy size rồi khi các chị có được cái bảng số đo này rồi thì các chị sẽ làm một bước đó là tính toán độ chênh lệch giữa các thông số của hai cái hai bé hoặc là hai size. Mẹ bóng lấy ví dụ như bây giờ dài áo, dài áo của size S là 30 mà dài áo của size M là 33 thì độ chênh lệch của nó là 3 cm. Đúng không ạ? 3 cm. Và à, size M là 33 nhưng size L là 36 thì nó cũng lệch là 3 cm. Đúng không ạ? Độ sinh cái cái đó mẹ bóng gọi là D lớn ha. D lớn của S và M cái này thì bài toán giống như lớp 1 ha Ai làm cũng được Rồi 24, 26 là 2 à, 26, 28 là 2 Cái này có thể là 3 nha Không nhất thiết Độ chân lịch này các chị cứ đo của bé Và các chị lấy độ chân lịch ha Cái này mẹ bóng làm đều đều Chứ thật ra nó không đều cũng được ha Bên này 2, bên này 3 cũng được Bên này 3, bên này 6 cũng được Nói chung là tùy vào cái số đo Rồi Ngang vai 21, 22 là 1 Bên đây 22, 24 là 2 Đó các chị thấy không Nó không nhất thiết phải giống nhau rồi 2224 là hai cái này là vòng nách và 2425 là một. Vòng ngực 50 54 là 4, 54 60 là 6. Vòng mông hoặc là vòng ngang lai đó thì 56 60 là 4 và 60 64 là 4. Cái phần tính này rất là dễ, chị em nào mình cũng tính được đúng không ạ? À? Rồi, đó là mình đã tính được độ chênh lệch giữa các size. Bây giờ mình qua một cái bước tính tiếp theo, đó chính là tính cái À, phần công thức, các chị phải thuộc công thức ha Thuộc công thức, các chị vẽ được cái này là các chị thuộc công thức rồi à, Bây giờ trên cái hình vẽ này á, thì các chị sẽ xác định giùm cho mẹ bóng những điểm mà mình sẽ nhảy sai Những điểm đó gồm là những điểm nào Những điểm mà các chị có công thức để tính Ví dụ như điểm này là điểm vào cổ thân trước, các chị có công thức nè Đó, một cái điểm ha Điểm này điểm vào vai, các chị có tính nè Đúng không ạ? À? Hạ cổ, các chị có tính nè đây mẹ bóng đang làm đơn giản cho các chị tay ngang ha có thể là nó sai cái cách làm có thể là nó khác với cách làm uh, chuyên nghiệp ha nên là chị em nào chuyên nghiệp thì có thể bỏ qua ha mình đây là mẹ bóng đang 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 tiết giảm đi để cho các chị dễ hiểu chứ mà nói theo chuyên nghiệp nó khó hiểu nó phức tạp hơn ha rồi điểm này là điểm hạ nách và ngang ngực đúng không hạ nách từ trên xuống mình có điểm này và từ đây mình lấy qua thì mình có ngang ngực nên là điểm này cũng là một điểm nhảy nè ha điểm eo có thể có hoặc không trong bài này mẹ bóng bỏ qua cái điểm eo và điểm này là điểm lai có luôn ha. Ngang lai này mình lấy bằng ngang mông nè ha. Dài áo. Phần này là mình có nè ha, dài áo nè, đúng không? Từ trên mình đo xuống dài áo. Tương tự như vậy bên thân sau mình cũng có nè, dài áo nè ha. Ngang lai ha, những điểm này bóng tô đậm là những điểm mà mình phải nhảy sai. Ngang ngực hạ nách nè ha, điểm này là tổng hợp của hai điểm hạ nách và ngang ngực. Điểm này là điểm ngang vai và hạ vai, tổng hợp của hai điểm hạ vai và ngang vai, đúng không ạ? Các chị phải nắm được cái cơ bản nha mới học được bài nhảy sai chứ mà vẽ cái rập cơ bản mà vẫn còn mù mờ thì qua đừng có học cái nhảy sai này, tại vì học cái nhảy sai này nó rối ha, mình phải nắm được cái rõ cái cơ bản cái đã, thuộc hết công thức. Ví dụ như nhìn vào điểm này là biết là điểm hạ vai, để điểm hạ vai và ngang vai, muốn có được điểm này mình phải lấy à, ngang vai và mình phải lấy hạ vai, đó thì mình phải mình phải nắm chắc cái phần đó. Điểm này là vào cổ thân sau, hạ cổ thân sau, được không ạ? Rồi vậy là những cái điểm mà mẹ bóng chấm 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 đó là những cái điểm mà các chị sẽ phải nhảy có nghĩa là hai size nó sẽ khác nhau ở những điểm này đó ví dụ như à, size M cái điểm này nó ở đây nhưng mà size L nó phải rộng hơn đúng không ạ nó rộng hơn hoặc là size M cái điểm này ở đây nhưng mà size L nó phải rộng hơn size S thì nó lại nhỏ hơn đó. hoặc là cái điểm này vai ngang vai của size M nó tới đây nhưng mà ngang vai của size L nó lớn hơn mình mình chưa biết là lớn hơn bao nhiêu nhưng mà mình biết chắc là nó phải cái điểm này nó không không nằm đây của size L chắc chắn à, nên là những cái điểm này là những cái điểm bắt buộc mình phải nhảy rồi đó là bước tiếp theo là các chị xác định những cái điểm nhảy này những điểm cơ bản ha nói chung cái điểm nào mà các chị vẽ cơ bản mà có công thức thì cái điểm đó sẽ có điểm nhảy được không ạ rồi bây giờ mình có điểm rồi mình có độ chênh lệch rồi bây giờ mình quay lại cái công thức mình vẽ rồi bây giờ đây là bên này các chị đừng quan tâm bên đây. À, bên phía bên này á, quan tâm bên phía bên này thôi. Bên phía bên này là những công thức. Tới đây rồi thì các chị phải thuộc công thức lầu lầu ha. Vào cổ thân trước bằng vòng cổ chia 6 cộng 0.5 hạ cổ thân trước bằng vòng cổ chia 6 cộng 1.5 vân vân, những công thức đó mình thuộc hết. Vào vai bằng ngang vai chia 2, hạ vai bằng ngang vai chia 10. À, ngang ngực bằng vòng ngực cầm cử động chia 4 ha, hạ nách bằng vòng nách chia 2 vân vân, những công thức này các chị phải thuộc và những công thức cơ bản. Rồi, bây giờ từ những công thức cơ bản này mình vẽ được hai cái rập này đúng không ạ? Từ những công thức cơ bản này mình vẽ được hai rập này. Có nghĩa là hai trong hai cái rập này á thì nè, cái phần vào cổ nè. Vào cổ là bằng vòng cổ chia 6 cộng 0.5, có nghĩa là trong bản thân của size M này nó đã có cộng 0.5 cử động rồi. Cái phần hằng số bên sau này là phần cử động ha các chị. Đó, là nó đã có cộng cử động rồi. Bây giờ nếu các chị vẽ size lớn á thì nó chỉ lịch là lịch cái chỗ vòng cổ này thôi còn cái cái độ cử động này nó vẫn là 0.5. Thí dụ như các chị, uh, size M là vòng cổ là 30 đi. Mình chia cho 6, mình cộng cho 0.5. Công, công thức là 30 chia 6 cộng 0.5. Rồi, nếu mà vòng cổ size L là 36 đi, là mình lấy 36 chia 6 cộng 0.5, nó vẫn là cộng 0.5 đúng không ạ? Nên khi tính độ lệch D nhỏ, mình chuyển qua tính cái D nhỏ, thì tất cả các cái hằng, các cái hằng số phía sau gọi là những cái hằng số ha à, những cái hằng số phía sau những cái con số nó có rõ ràng như thế này thì mình bỏ đi mình chỉ xét tới cái phần công thức phía trước thôi có nghĩa là mình sẽ tính tới cái phần lịch của cái vòng cổ thôi chứ mình không tính tới cái phần cử động này nữa tại vì cử động nó đã cộng rồi thì cái trong bản thân này có rồi thì khi mình vẽ sai l nó sẽ có rồi mình không cần tính nữa ha rồi chỗ này mà rắc rối quá không hiểu thì các chị cứ hiểu đơn giản là khi các chị tính d nhỏ thì các chị chỉ tính bằng cái phần công thức thôi chỗ nào có biến thôi biến là vòng cổ này độ chênh lệch nè còn cái chỗ nào là hằng số nè thì mình bỏ đi đó ví dụ như d vào cổ thân trước bằng vòng cổ chia 6 cộng 0.5 thì à, cái công thức vào cổ thân trước thì bằng vòng cổ chia 6 cộng 0.5 thì cái d của vào cổ nó sẽ bằng vòng cổ d lớn của vòng cổ chia 6 thôi không có cộng 0.5 nữa mình bỏ cái 0.5 sau đi mình bỏ cái 1.5 đi ha công thức này ngang 3 chia 2 thì vẫn là ngang 3 chia 2 vì nó đâu có cộng thêm cái gì đâu đúng không ạ rồi còn cái công thức này, vòng ngực cộng cử động chia 4. Vòng ngực cộng cử động chia 4 thì chỗ này có phải nó sẽ bằng nè, cái công thức này là bằng vòng ngực chia 4 cộng cử động chia 4 đúng không ạ? Tách ra, tách phân số ra. Vậy thì cái mà vòng ngực chia 4 này nó là một cái biến, còn cái cử động chia 4 này là nó một cái hằng số đúng không ạ? Tại vì cử động này mình có mà, cử động 4 hoặc là 6 gì đó là mình có và 4 chia 4 là nó là một cái hàng là mình sẽ bỏ đi mình chỉ lấy vòng ngực chia 4 thôi D lớn vòng ngực chia 4 thôi Vậy thì bây giờ mình sẽ tính cái này quá dễ đúng không quá dễ bây giờ mẹ bóng sẽ tính thử của cái size S nha size S với size M nha rồi đây D vào cổ sẽ bằng D lớn của vòng cổ chia 6 mẹ bóng đang tính cho cái size này D lớn vòng cổ nè, vòng cổ nè, cái đê lớn của nó này là hai đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy 2 chia cho 6 bằng 1 phần 3, 0.33 gì đó ha. Đó. Rồi, tương tự như vậy, D của hạ cổ thân trước sẽ bằng nè, công thức của nó là bằng vòng cổ chia 6 cộng 1.5, phần vòng cổ cộng 1.5 này mình bỏ. Cái vòng cổ mình thế bằng cái D lớn của vòng cổ có nghĩa là độ chênh lệch của vòng cổ. Vòng cổ đây là 2, vậy thì mình lấy 2 chia cho 6 bằng 0.33 vậy ha. Rồi. Chỗ này D nhỏ của vào vai sẽ bằng D lớn của vai có nghĩa là độ chênh lệch của vai. Vậy thì độ chênh lệch của vai của size SM là 1 cm và mình chia cho 2 bằng 0.5, được không ạ? À? D lớn của vai chia 2, công thức của nó là ngang vai chia 2. Thì mình sẽ thế bằng độ lệch chia 2, Được không? Độ lệch của cái vai chia 2 và độ lệch mình đã có đây rồi. Ha. Rồi. Độ lệch của vai là một chia 10 nó bằng 0.1. Thông thường cái hạ vai này mình có thể bỏ qua. Tại vì nó rất là nhỏ, các chị thấy 0 một thì rất là nhỏ nên thường là cái hạ vai này mình có thể bỏ qua và mình lấy nó bằng với cái hạ vai của thân 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 size, size S luôn hoặc size M luôn. Tuy nhiên nếu như nó lệch nhiều thì mình phải có ha, còn nó lệch ít như thế này mình có thể bỏ qua. Rồi, à, ngực thì nó sẽ bằng D lớn của vòng ngực. Vòng ngực của mình lệch nhau 4 cm thì mình sẽ lấy D lớn lệch nhau này cái độ lệch nhau là 4 mình chia cho 4 thì được 1. Rồi, hạ nách. Hạ nách nếu như cái hạ vai này các chị bỏ qua thì nó chỉ còn là D lớn của vòng nách chia 2. Vòng nách nó lệch bao nhiêu? Vòng nách này của size M lệch nhau 2 cm. Mình lấy 2 chia 2 được 1. D nhỏ của ngang mông, mông lệch nhau là 4 cm, nó sẽ là D lớn của vòng mông chia 4 là bao nhiêu xăng đây? 4 xăng. 4 chia 4 được 1. Đó, vậy là mình đã tính được cái D nhỏ. Cái D nhỏ hay là cái độ cái độ nhảy á, cái 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 khoảng nhảy ha. À. D nhỏ là cái khoảng nhảy. Rồi, sau khi tính được cái này rồi, cái bảng tính này là nó bằng với cái công thức nhưng mà bỏ đi phần hằng số. Các chị lưu ý ha, nói gọn ngắn gọn lại là cái tính D nhỏ này nó sẽ là cái công thức đó, nhưng mà nó bỏ đi cái hằng số thì nó ra được cái con số này và bây giờ khi có con số này rồi thì mình sẽ tiến hành nhảy thôi. Đây là con số mẹ bấm tính cho size size M về size S nha. Có nghĩa là cái thân này là size M còn bây giờ mình nhảy về size S nè, nhảy về size S ha. Mẹ bóng sẽ dùng bút đỏ đi, à, bút đỏ ha, bút đỏ cho nó khác với màu của cái Thôi bút đen đi. Tại vì cái 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 chấm kia là màu đỏ rồi. Rồi bây giờ các điểm nhảy, điểm này. Khi các chị vẽ như thế nào thì bây giờ các chị nhảy như vậy Mẹ bóng đang giảng cho nó đơn giản á Chứ thật ra nếu mà chuyên nghiệp thì sẽ cách nói nó sẽ khác ha à, Cái điểm này là điểm hạ cổ thân trước đúng không ạ? À? Hạ cổ thân trước Thì mình sẽ có nè, hạ cổ thân trước nè Nó lệch nhau 0.3 nè Mình có, mình tính ra rồi ha Cái đê nhỏ này, cái độ nhảy nó là 0.3 Khi vẽ là mình vẽ từ trên này mình hạ xuống đúng không ạ? À? Mình hạ xuống cái điểm nhảy này á, nó sẽ nhảy theo hệ trục tọa độ. Mình sẽ có một cái hệ trục tọa độ ha. Ôi, nó phức tạp lắm các chị ơi. Nó toán học á. Mẹ bóng nói mà cứ sợ các chị không hiểu đây. Đây, hệ trục tọa độ nha. Nó sẽ nhảy theo cái hệ trục tọa độ OXY này. Đó. Bây giờ, cái hạ cổ này nó sẽ nhảy theo cái trục OY. Đúng không ạ? À? Tại vì khi mình vẽ là mình sẽ hạ cổ trên này. Hoặc là thấp trên này, hoặc là xuống sâu dưới này. Thì nó sẽ nhảy theo OY nè các chị nó nhảy theo cái OY này. Và cái hạ cổ thân thân hạ cổ thân trước này của size S size M lệch nhau 0.3. 0.3 thì bây giờ mình sẽ nhảy dương hay là nhảy âm? Bên này là dương ha, dương ha. Này là âm, âm. Vậy thì mình phải nhảy dương nha, tại vì nó nhỏ hơn so với cái vòng cổ size size, size M. Cái này mình đang vẽ cho size S. Vậy thì từ cái điểm này mình phải lấy lên 0.3333 gì đó nó rất là nhỏ nhưng mà mẹ bóng phóng to lên chút xíu nha các chị chứ thật ra 0.3 nhỏ lắm đó nó phải nhảy lên và mình sẽ phải vẽ nè bên này mình phải diễn đạt là một cái mũi tên đi lên 0.33 có nghĩa là cái điểm này nó phải chạy thẳng lên 0.33 thì nó có cái điểm màu đen được không ạ à? rồi cái cái điểm vào cổ thân trước vào cổ thân trước thì nó lại nhảy theo ô ích đúng không ạ à? nó nhảy theo chiều ngang này và vào cổ thân trước thì nó cũng lệch nhau 0.3 Nhưng mà nó không nhảy ra theo chiều dương Nhưng nó lại nhảy vô theo chiều âm Tại vì size, size M qua size S nó phải nhỏ hơn Thì từ đây mình sẽ phải nhảy vô 0.33 Mẹ bóng phóng to nha Chứ thực ra 0.3 không tới đó đâu Và cái 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 hướng nhảy của nó là nó hướng nhảy vô như thế này Hướng nhảy vô và nhảy vô 0.33 Sau khi mình có hai điểm này rồi Thì mình nối mình đánh cong lại Thì nó ra được cái cổ của sai, sai S được không ạ? À? Rồi, cái à, hạ vai. Hạ vai này như mẹ bóng nói hồi nãy, nó có thể là à, nhảy hoặc không nhảy ở đây mẹ bóng không nhảy ha, tại vì 0.1 thì rất là nhỏ nên mẹ bóng không có nhảy. Rồi, nhưng mà cái hạ vai cái cái điểm này á, ngoài cái phần nó nhảy theo cái hạ vai là mình đang không không tính rồi nè. Tại vì nó nhỏ quá mẹ bóng bỏ qua ha. Thì nó còn nhảy theo cái phần rộng vai đúng không ạ? À? Tại vì rộng vai của sai, ngang vai của đây ngang vai ha ngang vai có chưa vào vai đây, à, cái ngang vai này nó có lệch nha, đó nó không bằng nhau nên mình không thể lấy ngay điểm này được. Mà cái ngang vai này nó đang lệch nhau 0.5, lệch nhau 0.5 và khi vẽ ngang vai thì có phải phải là mình vẽ theo ô ích không, theo chiều ngang này không? thì nó sẽ vẽ theo chiều ngang nhưng mà là nhảy vào hay nhảy ra, nó mũi tên ra hay mũi tên vào. Đây là size M qua size S nên nó phải nhảy vào các chị, nhảy vào 0.5. Được không ạ à? nhảy vào 0.5 có nghĩa là từ điểm này mình sẽ lấy vô 0.5 mình có được một điểm lấy thẳng qua luôn 0.5 mình có được một điểm đó là điểm vai của uh, thân của 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 thân xe uh, ha của s rồi mình đã có được cái uh, vào vai rồi tới cái phần nách này cái điểm này á, mình vẽ bằng cách nào có phải lúc mình vẽ là mình sẽ lấy hạ nách và ngang ngực đúng không ạ à? hạ nách và ngang ngực mình xét tới cái hạ nách trước Hạ nách là mình sẽ nhảy theo OI Đúng không ạ? À? OI Mà OI thì mẹ bóng sẽ vẽ theo một đường đường thẳng ha Đây nhảy theo OI Vẽ một đường song song với OI Nhưng mà nó nhảy theo xuống hay nhảy theo lên à, Nhảy xuống thì có phải cái nách nó rộng hơn không? Thì không được Tại vì sai S nó phải nhỏ hơn Mà mình hiểu như vậy, mình nôm na như vậy Thì nó phải nhảy lên Nó nhảy lên để cho cái nách nhỏ hơn Tại vì sai S mà Đúng không ạ? À? Nó phải nhảy lên, rồi à, bây giờ nó, nó nó nhảy lên rồi mẹ bóng để đó cái đã ha Bây giờ nó nhảy một lần nữa theo cái ngang ngực Ngang ngực thì nó phải nhảy theo chiều này à, Chiều này, chiều ngang, tại vì lúc mình vẽ ngang ngực là mình lấy theo ngang, theo ô ít ừ. Nhưng mà nó sẽ nhảy vào hay là nhảy ra à, Nếu như nhảy ra thì nó lại rộng hơn cái size M, vậy là nó phải là size L rồi nên nó phải nhảy vào ha tại vì size s mà size s nhỏ hơn nên là từ đây nó phải nhảy vô chứ mà nó nhảy ra cái là nó rộng hơn rồi đúng không ạ nên là nó sẽ nhảy vô và nhảy lên nhảy lên bao nhiêu nhảy lên theo hạ nách hạ nách đây mình tính ra bằng một về nó nhảy lên một xăng và nó nhảy vô bao nhiêu nhảy vô theo ngang ngực nhảy vô một xăng đúng không ạ ngang ngực nè một xăng nè à, vòng nách nè một xăng nè ha vậy thì nó sẽ đi lên một xăng và đi vô một xăng vậy thì cái chỗ này nó sẽ đi lên đây một xăng nó đi ha đi lên đây một xăng và nó đi vô đây một xăng thì nó là điểm này được không ạ à? đi lên một và đi vô một nhớ là đi thẳng theo ô ích ô không được đi chéo nha đường là phải thẳng như thế này và ngang như thế này nha đó và nó là điểm này rồi tới cái điểm lai mẹ bóng sẽ lấy hết các điểm rồi đánh công một lần ha tới điểm lai điểm lai này mình vẽ nè mình vẽ có phải là nó phụ thuộc vào cái thằng dài áo Thằng dài áo mà dài xuống thì nó sẽ phải dài theo Mà thằng dài áo ngắn lên thì nó phải ngắn theo Là nó vẽ theo cái dài áo Vậy thì cái dài áo lúc mình vẽ là mình vẽ theo OI Là mình sẽ vẽ theo chiều dọc này Và nó cái, cái này nó đi xuống hay đi lên Nó phải đi lên ha các chị Tại vì size S mà Size S nó phải đi lên chứ Nó đâu có đi xuống được Đi xuống thì nó dài hơn cái áo size M rồi ha rồi bây giờ nó đi ngang theo cái phần ngang mông đúng không ạ ngang mông to thì nó sẽ to mà ngang mông nhỏ thì nó sẽ nhỏ vậy thì cái ngang mông này nó vẽ theo chiều ngang này nhưng mà nó đi ra hay là đi vô hiển nhiên là nó sẽ phải đi vô tại vì nếu đi ra thì nó lại cái mông nó lại rộng hơn cái size m rồi mình đang nhảy size s mà đúng không đó vậy thì nó đi lên bao nhiêu nó đi lên theo dài áo ô chà chỗ này họ chưa có dài áo ta à đây mẹ bóng có độ lệch của dài áo là ba đây à, công thức của dài áo dài áo là bằng số đo đúng không ạ dài áo mình lấy bằng số đo thì suy ra cái d của dài áo d của dài áo nó sẽ bằng cái độ lệch luôn d của cái dài áo luôn nó không chia không cộng không trừ gì hết tại vì nó bằng số đo mà vậy thì cái số đo dài áo của mình là 30 nè cái size m là 33 nè mình đang vẽ size m và mình muốn nhảy về size s là 30 độ lệch của nó là 3 xăng thì mình phải nhảy đúng 3 xăng luôn chỗ này bằng 3 xăng bằng cái độ lệch ha, bằng cái độ lệch, độ lệch 3 xăng thì mình phải nhảy là ba xăng cái dài áo ha, không có chia cộng gì hết, tại vì công thức của nó đâu có chia cộng gì đâu, nó lấy bằng số đo luôn, Đó. nên là nó lệch bao nhiêu mình phải vẽ bấy nhiêu. rồi vậy thì chỗ này nó phải nhảy lên theo dài áo là ba xăng đúng không ạ, 3 xăng. tại vì nó 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 ngắn hơn so với cái size m ba xăng thì nó phải nhảy lên 3 xăng và nó nhảy vô bao nhiêu nó phải nhảy vô theo cái phần mông, nó nhảy vô theo cái phần mông mông vậy là một xăng độ lệch một xăng ha lấy d lớn của lớn chia 4 ha tại vì có bốn thân nên mình phải chia bốn các chị đó. rồi nó nhảy vô một xăng đó một xăng vậy thì mình nhảy cái điểm này như thế nào mình sẽ lấy lên đi thẳng nha đi thẳng theo ox oi nè lấy lên ba xăng này và lấy vào một xăng đó là điểm này đi thẳng lên ba xăng đi vào một xăng là điểm này rồi còn điểm này là điểm dài áo đúng không ạ điểm này là điểm dài áo và dài áo thì mình đã có rồi đây ba xăng nó đi xuống hay đi lên ạ à? cái chỗ này nó sẽ nhảy theo dài áo là một cái chiều một cái cái mũi tên như thế này nhưng mà mũi tên này đi xuống hay đi lên hiển nhiên là phải đi lên đúng không ạ đi lên 3 xăng tại vì nếu mình đi xuống thì nó lớn hơn rồi khi nào size l mình mới đi xuống còn size m size, size m qua size s là mình phải đi lên đó, nó phải ngắn hơn được không ạ vậy thì cái chỗ này mình sẽ lấy lên 3 xăng điểm này nó phải chạy lên đây ba xăng nó nhảy lên đó các chị giống như nó nhảy một phát lên đây ba xăng đó thì như vậy là mình đã cái thân trước này mình đã nhảy hết các điểm màu đen này rồi, bây giờ mình sẽ nối nó lại. Mình sẽ nối nó lại ha. Đánh công. Việc nối này á, thì mình nối lại lại theo cái cách mà mình đã đánh công của cái size kia. Mình nối lại lại theo cách mà mình đã đánh công của cái size size M. Bây giờ nè, cái vai mẹ bóng sẽ nối là nối từ điểm đen này tới điểm đen này, mình có cái vai được không ạ? Rồi, cái đánh công của cái nách mình sẽ đánh công lại lại theo cái nách của cái size cũ và nối tới cái ngực. Này, được không ạ? À? Rồi, chúng ta có cái nắp nhỏ hơn rõ ràng rồi ha. Rồi, cái sườn mình sẽ đánh lại theo cái dáng sườn của cái size cũ nhưng mà nó sẽ tới cái phần điểm này thôi, đúng không ạ? À? Rồi, và điểm lai like này mình sẽ đánh từ đây. Mình đánh lên đây. Đó. Và cái cổ nữa. Cổ này ngắn hơn. Nó tới cái điểm đen này. Đó. Và rõ ràng các chị đang có được một cái thân màu đen. Là cái thân nó nhỏ hơn so với cái thân màu xanh. Và cái thân màu đen này là size S. Còn cái thân màu xanh này là size M. Được không ạ? Hơi khó hình dung không ạ? Đó. Đó ha. Rõ ràng cái thân màu, màu đen nó đang nhỏ hơn so với cái thân màu xanh. Và như vậy là chúng ta đã nhảy xong. Từ size lớn qua size bé. Đó và bây giờ thì từ size bé qua và bên này các chị nhảy sao thì bên thân 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 sau các chị làm y hệt ha nhưng mà để cho nó đủ nữa thì bên sai này bên cái thân này mẹ bóng sẽ nhảy ra size lớn bên đây đang nhảy ra size bé nè từ size m qua size s nè còn bây giờ bên thân sau mẹ bóng sẽ nhảy từ size m qua size l cho các chị dễ hình dung luôn ha có nghĩa là mình sẽ có được cả size S, cách nhảy qua size M và có cách nhảy qua size S luôn, size L và size S luôn. Rồi, cái vào cổ này tương tự như thân trước. Mình sẽ lấy vào cổ nó. Đối với thân trước thì nó nhảy vô, nhưng đối với thân sau này mẹ bóng đang muốn nhảy qua size L đó, thì nó sẽ phải nhảy ra. Phải tính lại ha các chị ha, phải tính lại, mình phải tính theo cái bảng này. Đó, mình phải tính theo bảng này. Rồi, bảng này ha. Rất rối lắm các chị ơi rồi bây giờ mẹ bóng sẽ tính màu đen này sẽ lờ màu đen nè à, lệch nhau vòng cổ cũng là hai xăng thì nó cũng sẽ là 0.33 nha bằng 0.33 rồi, vào vai, vào vai thì vào vai, ngang vai, ngang vai bên này tới 2 xăng. 2. Đây nè, chỗ này là 1 chia 2 thì không nhanh chứ 2 chia 2 là phải được 1 nha. Vào vai nó khác nè. Rồi, hạ vai, hạ vai mình bỏ qua đi ha. Rồi, ngang ngực, ngang ngực độ lệch của ngang ngực của size này là tới 6 nè thì mình phải lấy là hồi nãy là 4 thì mình lấy 4 chia 4 còn bây giờ 6 là mình phải lấy 6 chia 4 nha, còn 1.5. Rồi hạ nách, hạ nách của này có 1 thôi. Hạ nách của này tới 2 lần thì chỗ này nó sẽ là 1 chia 2 được 0.5 thôi, đúng không ạ? 0.5 thôi ha, chỗ này là 0.5 của size L là 0.5 thôi. Rồi, mông, mông của nó cũng là 4 thì nó cũng sẽ là 1 ha, 4 chia 4 được 1 và dài áo của nó cũng là ba rồi bây giờ mình sẽ nhảy ha rồi cổ nè đầu tiên cổ cổ thì thân sau này mình mẹ bóng đang nhảy theo size l thì nó cổ thì nó sẽ nhảy theo ô ít nè nó nhảy ngang nhưng mà nó nhảy ra hay nhảy vô nếu như mà mình vẽ cho size s thì nó sẽ nhảy vô nhưng mà đây mình đang vẽ cho size l nên bắt buộc nó phải nhảy ra và nó nhảy ra thì mình chấm một chấm ngang qua đây 0.33 mẹ bóng phóng to lên ha cái phần hạ cổ sau này thông thường thì nó không nhảy ha nó sẽ nằm ngay đúng đây luôn rồi hạ vai nè cái phần hạ vai mình bỏ qua rồi nên là nó sẽ nằm ngay đúng điểm này nhưng mà nó còn nhảy theo cái phần ngang vai ngang vai này mình sẽ có một cái mũi tên nhảy theo chiều ngang nhưng mà là nhảy ra hay nhảy vô hiển nhiên là phải nhảy ra tại vì nếu nhảy vô thì nó là size, size S còn nhảy size L là phải nhảy ra ha chỗ này nhảy ra 0.33 nè, rồi chỗ này nhảy ra bao nhiêu mình quay lại cái phần tính d nhỏ của vào vai của size à, của size l phải là một xăng, vậy thì chỗ này nó phải nhảy ra một xăng, nhảy ra một xăng thì mình sẽ từ điểm này mình sẽ lấy ra đây một xăng và mình có được một điểm đi ngang nha, đi ngang không được xéo xuống không được xéo lên phải đi ngang, rồi à, ngang cái điểm này điểm này thì nó sẽ nhảy theo hai đường đó là đường đó là theo đường hạ nè. Theo đường hạ nè và theo đường ngang. Ngang ngực, hạ nách và ngang ngực. Vậy thì bây giờ hạ nách nó nhảy xuống hay là nhảy lên? À, đối với size S thì nó nhảy lên tại vì nó phải nhỏ hơn, nhưng đối với size L thì nó phải nhảy xuống tại vì nó rộng hơn, đúng không ạ? Rồi, cái ngang ngực này nó nhảy vô hay nhảy ra? À, ngang ngực này nó nhảy vô thì nó sẽ bị nhỏ hơn, đối với size L thì nó phải nhảy ra về nhảy vô Bây giờ hạ nách nhảy xuống bao nhiêu mình coi tới công thức hạ nách ha. Hạ nách là à hồi nãy mình tính là của sai L là 0.5 nè, nó chỉ là 1 thôi. Tại vì cái vòng nách của nó lệch nhau có 1 xăng các chị. Vòng nách lệch nhau có 1 xăng thôi nên là mình sẽ lấy 1 chia 2, 1 chia 2 ra 0.5 về chỗ này nó sẽ nhảy có 0.5 thôi. Nhưng mà cái phần ngang ngực này thì nó nhảy bao nhiêu? Ngang ngực đây. Ngang ngực của nó nhảy tới 1.5, à, nhảy tới 1.5 tại vì nó lệch nhau tới 6 xăng. À, 1.5 vậy thì chỗ này mình sẽ lấy ra 1.5. Vậy thì mình sẽ phải lấy nè, lấy ra nè, ra 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 đây 1.5 à rồi lấy xuống 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 0.5 mình có một điểm bự ở đây. Đó ha, lấy ra 1.5 lấy xuống 0.5. Rồi. Phần ngang mông. Ngang mông thì nó sẽ nhảy điểm này nó sẽ nhảy theo dài áo và theo cái ngang mông. Nhảy theo dài áo và ngang mông, ngang mông thì nhảy theo chiều ngang này còn dài áo thì nhảy theo chiều dọc này rồi nhưng mà dài áo nhảy lên hay nhảy xuống nếu mà nhảy lên thì nó ngắn hơn rồi nên bắt buộc nó phải nhảy xuống nhảy nhảy ngang là ngang là nhảy vô hay là nhảy ra Dĩ như là nhảy ra tại vì nhảy vô thì nó sẽ nhỏ hơn rồi bây giờ cái ngang mông của mình nè dài áo của mình lệch nhau là 3 xăng 3 xăng thì nó phải nhảy 3 xăng rồi và ngang mông nó lệch nhau là một xăng thì nó phải nhảy ra là một xăng Vậy thì từ đây mình sẽ lấy ra một xăng và lấy xuống 3 xăng mình có được một điểm mẹ bóng làm ước chừng ha và điểm này điểm dài áo nhảy theo dài áo nhảy xuống 3 xăng chứ không thể nào nhảy lên được tại vì nhảy lên thì nó ngắn hơn rồi rồi bây giờ mình có hết các điểm rồi bây giờ mình sẽ nối ha mình nối cái size l coi như thế nào ha rồi size l vai nè vai mình nối hai điểm mới này nè ha rồi cổ thì mình sẽ nối theo điểm này nè ha cái hạ cổ mình có thể giữ nguyên tại vì nó lệch không có nhiều giống như cái hạ vai vậy á các chị rồi bây giờ cái nách nè cái nách này cũng phải xoay theo chiều này nó mới đúng chiều nách thì mình sẽ nối hai cái điểm đen bự bự này với nhau đây mình ước chừng theo cái dáng của cái cái nách cũ ha đó rồi và cái sườn cái sườn thì mình sẽ à, vẽ theo cái điểm đen này lại lại theo cái dáng của mẫu nha cái dáng của mẫu nó như thế nào các chị lại theo giống như vậy nha đó cái sườn ha rồi và cái lai nó các chị thấy rõ ràng mình đã tạo ra được một cái à, một cái dáng nó bự hơn rồi đó vậy là mình đã có được cái thân sau lớn hơn một cái hình màu đen này là size L và cái hình màu xanh này là size M từ size M nhảy ra size L từ size M nhảy qua size S ok chưa ạ? À? đó là kiến thức nền cơ bản để các chị có thể áp dụng nhảy size một cách đơn giản nhất ở nhà. Ha. À, cho các cái kiểu và tương tự như vậy quần hay là tay áo hay là váy gì các chị cũng làm tương tự ha có nghĩa là cái điểm đó mình công thức như thế nào thì mình áp dụng vô mình bỏ cái phần hằng số đi và mình áp dụng vô mình tính cái d nhỏ d nhỏ chính là cái khoảng nhảy này và cái cái nhảy thì nó nhảy theo cái chiều mình vẽ ví dụ như vào cổ mình vẽ theo chiều ngang này thì nó sẽ nhảy theo chiều ngang nhảy ra hay nhảy vô thì mình phải xét là nó là sai lớn hay sai bé đó còn ví dụ hạ cổ mình vẽ theo chiều dọc thì nó sẽ nhảy theo chiều dọc đó còn cái điểm ngang ngực này nó vừa nhảy theo dọc vừa nhảy theo ngang đó thì mình sẽ khi vẽ là mình phải lấy hạ vai rồi mình lấy ngang ngực có nghĩa là nó tổng hợp của hai đường thì mình nhảy nó cũng phải tổng hợp của hai đường rồi một kiến thức nền cơ bản luôn à, thì có thể là có thể hơi khó hiểu cho một số chị em nhưng mà chị em nào mình quan tâm thì mình có thể à, coi và có gì thắc mắc thì có thể liên hệ với mẹ bóng ha mẹ bóng sẽ giải đáp thêm À, chúc các chị sẽ áp dụng được cái uh, phương pháp nhảy sai này ha hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo